ông con tu đạo đắc liền về đây, tức là con là con mẫu nhưng mà con cũng có ông á, ông cố con á là người tu đạo theo Tây An đắc đạo rồi, thì về độ con nên có hai phần lúc đó con tánh thẳng thái như ông được ông nữa, nó khó ơi là khó, giống như ông cụ à, con đi đâu mà con không nói nhưng mà con là khó tánh nhất á, con thấy mà xê dịch một chút là con không nói, con làm thinh mà thiên cô lần sau con cũng không tới chỗ đó làm việc khác, đúng không? Vì con rồi cô cho con thiên duyên rồi kim tiền luôn. Một ngày xây dựng cửa tiên, lời thở cô tặng thiên duyên kim tiền. Hãy nên cố gắng làm hiền, tu hành đã được định yên nửa phần, tới được nửa phần rồi đó. À, chỉ cần một chút tân nhân con tiên cũng được có phần phước tiên, còn con cũng có củ quyền. Ông con tu đạo đắc liền về đây, tức là con mẫu nhưng mà con cũng có ông á, ông cố con á là người tu đạo theo Tây An đắc đạo rồi, thì về độ con nên có hai phần lúc đó con tánh thẳng thái như ông được ông nữa, nó khó ơi là khó, giống như ông cụ à, con đi đâu mà con không nói nhưng mà con là khó tánh nhất á, con thấy mà xê dịch một chút là con không nói, con làm thinh mà thêm cô lần sau con cũng không tới chỗ đó làm việc khác, đúng không? Vì con có ông cố con trong cái củ quyền của con, hiểu không? Thì con cũng về chắp tay con xin với cố ông với cố bà, tức là ông cố của mình trong chi đó, rồi độ con, và con xin mẫu Quan Âm độ con, thì con sẽ được thành đắc mà thấy miệng có tiền và mở căn, thì con đi vào cái hàng con ít nói nhưng mà thật sự cái tánh con á, nó chịu mà nó chịu thẳng là con thẳng, giống như cái sợi dây căng thẳng gì đó, nó là tánh tình nó vậy, tại vì ông cụ là người tu theo đạo bên triều đình á, họ biết không, thì triều đình của nhà Nguyễn kế đây thôi, thì ông đã, con về hỏi coi trong tổ tiên hay ông bà mình ngày xưa là bên của con là thờ hội đồng tứ phủ đó, thì đó là cha chưa vua triều á, triều quốc á, nên á là nó theo cái lịch của triều. Bây giờ con về đây nè, có đôi khi có nhiều cái luồng điểm để giác con, mà con không cầm thì con sẽ đi đúng cái hội đồng tứ phủ là con chầu các mẹ bề trên á, nhưng mà con rất có duyên với mẹ đề nghị về bà Liễu Hạnh á, như vậy thì con chứ nguyện xin với mẹ Liễu Hạnh ở bề trên, thì có ông con, tức là đôi khi ông hoàng, mấy ông hoàng hồi xưa, mấy ông vị hoàng 10, hoàng 7 rồi đồ đó, thành ra là về, nên con á rất là thấy như vậy, mà ai mà coi cơ khơi là con không nổi gì đâu, coi chật lớp rồi à, nói vậy đó. Nhưng mà cô là người tu huệ mà, nên cô nhìn thấu. Như vậy thì nếu có dịp mà có một cái khi mà ở trên mà được chầu về miền Tây chầu đó, con sắp xếp một thời gian về đến chỗ cô hay những gì đó, lên núi này coi chầu một trận cái kỳ này, để mà có gom về một số đại nhân căn, một số khi nào thì con muốn chầu cỡ nào cũng được, ở đây nói gì cũng linh chung mà, thì vừa thấy là con là chầu là có cái năng lượng của củ quyền của tổ tiên của thời triều đình á, nên nó nhiều người chầu lắm, nhưng mà nó có một cái khi là bên cô bé bơ, cô đúng bé cô chính rồi. Hồi xưa mà con, tại vì hồi xưa nhà con có đền, rồi xong rồi cái đi vô đây cái cũng có cái để cái cậu hai ở trong đền Sùng Sơn của Hoài Linh á, hồi xưa Hoài Linh giống như con đổi bé Hương á, giống nhà con cũng hầu vậy nè, cái con cũng đạo, nhưng mà cái đồng tiền con không có quay nhiều bằng mấy cái mấy bà mấy cô của con vậy không đó. Thành ra là con đã chuyển được cái phần của các con là cái phần tự trên Hoài Linh đồ cũng từ y là tiên nữ từ trên á, y xuống y là nam, chứ thật sự mà nếu đúng văn y cũng là nằm bên mẫu á, với chỉ quan rồi đó, là con của mẫu không à, tại vì khi mà cô tắc ý được á, cô đi về cõi thượng thiên, bên cõi tiên nó có ba cõi nha, một cõi là thiên tiên là người đó không chay không à, hiền lương lắm mà không có ca múa đâu, bên thiên tiên là người ta không có ca múa, mà đến cái cõi trung thiên với cái cõi hạ tiên đó là cái cõi người ta kêu là bất cực đó, là cái cõi của hoàng triều, của những người mà vua chúa làm quan, con cháu nhà giàu làm phước được sanh vào cái cõi nhân thiên, cái nhỏ nhân thiên là con người á sống tới 500 tuổi rồi,
Mà hết phước là con tụt xuống đây cũng giàu có. Tức là hết phước con xuống thì nó không bị đạ, mà con làm sai với bị đạ thì những người tiên nó khổ. Giống như cô nói là cái con nhỏ mà nó đau, mà nó đã bệnh bị điên đó, là nó là nhà sư Ngọc Quyền cho một đại sư, mà nó mà đại sư đó đôi khi tiền bạc danh lợi rồi sắc dục, đại sư đó bị nhiễm, nên bây giờ phải đổi lên nó đầu thai, nó lên một cô gái mà nó nghèo rồi tới không có nhà ở, rồi đau bị điên khùng, nó là vậy. Nhưng mà yêu cầu biết gia đình biết rồi cái là thắp hương đăng hoa hỏa, cứ là thắp đèn cầu nguyện dưới trên thì đúng thành lòng như vậy thì một từ 3 đêm tới 9 đêm thì cô đó tỉnh. Chỉ uống nước, cô có chỉ là châu thần với nước bùa để nó làm cho các hệ thần kinh nó có tác dụng thì nó hết, cũng như con vậy đó. Thì bây giờ thấy nhỏ, bây giờ con đã, hồi đó đã có, bây giờ có rồi, đâu phải một vị. Mà khi con mở được cái cô nói là mở ba la mật đó, tức là qua khai kiến Phật mỗi vô sanh bắt thối Bồ Tát Duy Bằng Lữ, thì mỗi người nó cái gọi là qua tâm con khai, thì cái hở nhất là bị nhức đầu, người nào cũng bị nhức đầu. Bị nhức đầu khi nó hở mà cô là bị đường nổ, nên cô mới thông nhiều hơn. Cô nổ hai lần rồi đó, nó nổ một cái trời long đất lở, thì cô cẩn như chết. Mà tại đó cô được nổ là cô nhức quá, mà cô bị sốt não luôn. Mà cô nghèo, cô móc túi ra có 170 ngàn, cô đâu có đi được, con cái thì còn nhỏ. Buộc lòng cô phải chắp tay như thế này, cô để cô niệm Phật để chờ chết cho nó im, để khỏi tốn tiền gia đình. Thì một cô như vậy là cô bị mê tới 7 ngày, nhưng mà ngày thứ tư là cô được nổ đập. Thì tới ngày thứ tư thì ở trên á, nghĩa là cô nghe cái rắc 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 cái đầu, cái nó nổ một cái trời lông rắc lỡ. Nên cô mới ngộ được cái này, cái câu mà thầy nói ba tiếng sấm lâu đài là lộ vẻ thập bắt quốc chư hầu dành xét. Mấy con là không ai ngộ được cái này, không giải được cái câu này đâu, tưởng đâu nổ núi rồi này kia nọ, không phải. Như vậy thập bát quốc tức là lục căn lục thức lục trần, mà khi mà con mở cái linh xa này rồi đó, con không bị là con bị tổ hòa nhập ma là điên luôn, bên tả bên chánh nó đủ thứ hết trơn, tiên Phật thánh thần đó. Khi nổ rồi nó hiện ra 36 cung cõi cho mình thấy luôn, mà nếu con tham con rời rồi nó cũng dính hết đó. Còn cô á chỉ làm biến với cô nghĩ rằng mình chết rồi, nên cô không có không khi mà cô thấy các cung cõi thì hiện hết cả tiền vàng trời đất, yêu cầu mình gớ lên chỗ nào mình cũng được hết. Nhưng cô thấy vàng tiền mình nói mình chết rồi mình lấy được, mình nghĩ là mình đã nổ như vậy mình đã chết chứ mình đâu nghĩ sống, nên nhờ như vậy mà cô sẽ không gớt vào bên lạc bên thiên ma. Thì khi cô nói mình sẽ chết thì mình lấy vàng mình xài gì đâu, thì cô thấy ở đây là cái chiều của Bủ, để là Bủ Sơn Cát, còn bên đây là chiều Thánh Đức, là bên tứ phủ của con đó, là vua chúa đó, còn bên kia là gọi là liên qua đài. Mà cô lại không muốn thành Phật. Nó có 12 búp sen, mà cái tòa sen lớn cao nhất là tòa sen trắng, rồi sen xanh, rồi sen hồng là tòa thấp nhất. Rồi từ 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 nó có hồng đậm, hồng lợ, thì nó nhiều tòa sen lắm. Thì nói con muốn đăng vào giải thoát qua liên qua không? Mà cô đăng vào giải thoát là cô đã bỏ cái xác rồi. Cái cô nói trời, ở này mình còn lại ba đứa con mà nó nghèo nữa, rồi mình đang qua bển mình chết rồi mà để lại ai nuôi? Cái cô không chịu, cô lắc đầu. Thì có cái bà già đó, bà lại bà nói nếu như vậy thì để bà dẫn con qua cõi trời để lập thánh. Cái tôi nói thôi, hồi đó giờ nghe nói Tây Phương mà con chưa biết cõi Tây Phương, bà dẫn con có cõi Tây Phương đi. Thì cô được nổ cái đầu vậy, cô dẫn qua cõi Tây Phương thì Đức Hộ Pháp nói lại, nó bà chưa đủ đức, vì bà ăn mặn uống đậm, bà là một từ chiến thần đến thiện thần, bà sát sanh quá nhiều, nên bà không có nhập vào cõi Tây Phương được, bà trở về trời về hồi thánh đi. Thì cô mới đứng cô buồn á, qua tới cõi Tây Phương mà Đức Hộ Pháp nói mình chưa đủ đức để vô cõi Tây Phương, thì cô mới bước ra thì cái dòng dòm lên là Đức Phật A Di Đà với Đại Thế Chí Quan Thế Âm. Chỉ Đức Di Đà là bằng nhũ đỏ, còn mà cái thời ở cõi Tây Phương là các vị là một vị bằng áo trắng nhợt và một vị bằng áo vàng, ba vị hai vị Quan Âm. Thì cô dùng Đại Thế Chí Quan Âm với Đức A Di Đà, thì Đức A Di Đà nói bà núi cấm chưa đủ đức để đăng bỉ ngạn, thôi trở về hội cõi trời. Thì thấy một cái dòng hào quang đó biến ra, trời ơi mình nó đẹp ông nội, không thể nói một cái sắc đẹp tuyệt vời của cõi Tây Phương. Thì cô quá vui rồi, cô nói chàng ơi mình đẹp vậy. Thì cái dòng hào quang đó thì bà già đó mới nắm tay cô bay qua một cái cõi trời, thì bay qua khỏi dòng hào quang thì thấy lại mình mặc thù lù à, mình xấu rồi. Cái thì hỏi bà ơi sao hồi nãy con đẹp bây giờ xấu, nói con ở cõi Tây Phương là cái cõi thanh lạc của người đắc đạo, tự là liên qua quá thân.
nên cái cõi đó ai xấu ai là giàu con vật mà được sanh về đây cũng vẫn là một cái hữu nhan sắc tuyệt vời, nó gọi là phi tướng. Con muốn tướng đẹp là có tướng, mà con muốn nam thì ra nam, con muốn nữ ra nữ, chứ nó không có nam nữ cái cõi này như vậy á. Thì cái nói vậy cái cô mới qua cõi trời thì chạy qua một cái vùng biển lớn ơi là biển, mà con thấy con thù lù gì đó, cô kể hoài nó bự nó đen mà nó lóc lóc nhóc con hết trơn, mà cô lại là lớn khỉ. Cô buông cái tay bả xuống, cô nhảy xuống cái lưng cái con đó cô dặm, nên bây giờ cái nghiệp cô mới đầy, mới làm phước tùm lum, mới làm tùm lum nè, chứ nếu không là cô đã hưởng lạc rồi. Để cô xuống cô dặm cô coi nó là cái lại con gì, ba bốn con cô phóng bên này phóng bên kia. Thì bây giờ mà ai mà không thấy ông thổ thần thì nói ông xấu, ông thổ thần ông rất là đẹp, ông thổ địa vẫn đẹp đúng không, mà có ông thổ đất thì ông không đẹp thôi. Ông thổ đất, thổ thần, thổ địa đó, rồi thần hoàng, thổ hoàng, thổ hoàng là khác nữa. Nên có bốn vị đang đó thì cô mới trở về, cô gặp ông thổ thần. Ta nói ông thổ thần đem thui xấu quá à, cô đứng có cái miễu ông thổ thần, mà cô nói là nếu cô nói gia tội nha, thì thấy ông thổ thần với ông thổ quan đó với ông thổ đất là chào cô mà xá cô cúi đầu, còn cái ông thần hoàng thì không có. Nhưng mà bốn ông đang ngồi thì cô mới nói trời, mấy vị đang ở trắng đi hả? Nói dạ tôi trắng ở cái vùng đảo này, vùng biển. Ba vị này nghe nói bà núi cấm tới nên ba vị đều xuống để làm lễ. Tôi nói trời, tôi như vậy mà tôi hơn quý vị sao? Nói không, tôi làm lễ trên đầu bà chứ cái sắc trần bà chưa bằng tôi. Nó rất là gành, cái sắc trần mình nó xuống nó bị thâm nhiễm, nó không bằng. Như vậy thì tôi mới biết là ông thổ thần, mình nói cái từ là đệ xấu chứ ông thổ thần rất là đẹp. Ông mặc cái áo bông màu xanh xanh, còn mà ông thổ quan ông mặc cái áo bông mà màu vàng vàng. Thì cái chữ tướng phủ em biết rồi, cái cấp cao là mặc áo vàng, cái cấp xanh là còn cái cấp thấp. Cái là cô mới thôi nói vậy xong chào hỏi đàng hoàng, bà mới nắm tay bà nói cái nghiệp con phải trả 61 nghiệp thế gian này, con phải tạo 61 điều thiện thì con mới đăng bỉ ngạn được, tại vì con còn lớn khỉ quá, xuống mà chẳng những đứng mà dặm lưng người ta nữa đó, tại vì mình thấy cái nguyên căn mình đó. Thì khi đó cô về cõi trời, mà ai nói về cõi trời sao biết cô nằm chim bao, mà khi cô nổ cái đầu cô đi được 8 cung 9 cõi luôn đó. Thì khi mà bị cô nằm tới 7 ngày á, bị hôn cầm 7 ngày luôn, thì cái khi đó thì cô đi qua cõi trời, thì cái vô cõi trời thì tứ đại thiên vương hỏi cái thẻ bà đâu, bà đưa thẻ mới được nhập triều. Thì cô không có thẻ, cô đứng ngoài thì có cái bà già đó, bà xài cái vị thanh hoa, cái thanh hoa là mai xanh á, mấy hoa rước cô vô, nói rước cho nó vô đi đó. Cô là ở trên là đi lại cái vườn hoa, cô vẫn là hoa thiên lý, cô là hoa lý thật. Cái bông dài 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 xuống một cái vườn hoa, cô có chậu hoa lý, thì trong đó có 136 chậu hoa vườn thiên ngự quyển của mẫu đó, mỗi chậu một màu sắc hết. Rồi là có 24 chậu là đăng ký vào bỉ ngạn, tức là xuống đây tu theo hạnh Bồ Tát để đăng ký về Tây Phương. Còn bên cô là còn 124, lại có 24 vị Tây Phương thôi, 100 là đăng ký vào triều Thánh Đức, là tứ phủ như con hết, vô triều để lập ba hội. Một là hội phong người, hai là hội phong thần, ba là hội phong thánh. Chứ cô chưa có đủ đức để qua dự cái hội phong tiên và phong Phật. Thì đi qua cái hội phong thánh á, nói với mấy con nghe, bây giờ là nói cho con luôn á, bây giờ đây rồi cho cái này tao quên rồi, không biết là nó Duyên Cầm hả? Duyên Cầm à, Duyên Cầm để cô nói và ngồi. Thì cô nói qua một cái ba cái hội, thì cô là người được mời qua, mà cô được bà đưa qua. Thì bên đãi cô thấy rõ ràng ăn đãi một cái bằng mặn á, hai cái bằng mặn hai bên là khô lân trả phụng đầy đủ hết, mà cái bằng ngay chính giữa là một bằng chai dài, mà thấy chị năm chuột là chị bảy mia, cái người đang ở trên núi, bà tỷ của chị ở cổng trời, bà ngồi cái bằng chai đó. Bởi vì giờ cô cực, mà đó là cô chưa có ra căn, mà cô chỉ tiếp chỉ thôi, mà cô thấy vậy mà bây giờ cô lại là người lãnh hai ba giai, bây giờ tùm lum cô xây tới năm ba chỗ, mà nói đúng hơn mà lính của cô mà cho đứa mà tiền cô quay đu tấp mà có tiền đứa 200 thôi, cũng cần nhiều, thì cỡ 4-5 triệu không có đủ nữa đó, tại vì có 4-5-6 chỗ để cô quản xiến cho nó tu á. Thì cô thấy chị năm chuột lại là ngồi bằng chai, mà cỡ đó là cô vẫn ăn chay trường nha, cô ăn tới mười mấy hai chục năm đó, cô chưa có ăn mặn. Mà ở trên cô thấy ở trên cô ăn mặn thì xuống đây cô đau, cô nằm 3 năm rưỡi, chừng nào cô chở đũa cô mới hết bệnh. Đó là cái thật.
Thế thì cô lên chảnh cô thấy chị Năm Chuột chỉ ngồi ăn mà hai cái bàn của bên triều Tứ Phủ của con đó là triều Thánh Đức và triều Bửu Xuân Cát, Bửu Trân Sơn Kỳ Hương. Như vậy thì hai triều nó có quá hiện ra, chứ không phải là mình từ xa mà nó quá hiện trong cái tư tưởng giống như con coi cuồng phim vậy. Như vậy thì chị Năm nói tôi vì qua bển tiếp bên căn chăm quan giùm tôi đi, tôi đang thờ Tứ Phủ. Mà chị Năm em biết không, chỉ thờ đủ Tứ Phủ hết, bởi vì Hưng ngoài Tứ Phủ nó đem vô lâu rồi. Như vậy thì tôi đang thờ Tứ Phủ mà tôi ăn chay lâu quá dì ơi, bây giờ nếu tôi đổ mặn thì nó sai, còn gì thì nằm ở bên cái bông sen đất nước thì dì ăn mặn gì đãi giùm tôi. Tôi thấy bà vậy cái tôi hỏi trời, tôi đổ đãi có cái tòa Bửu Xuân Cát mà kêu qua cái tàu vua chúa nữa là Thánh Đức nữa thì nó nặng quá, thì nói dùng thần thông thôi. Mà dùng thần thông cái ý nghĩ mình qua bên Bửu Xuân Cát là qua Bửu Xuân Cát, mà qua ý nghĩ của đó là Thánh Đức của triều vua chúa Tứ Phủ của em đó thì đủ tới Đinh nè, Lê, Lý, Trần. Nhưng mà cái thời nhà Trần là họ của cô là cái nghiệp quả nặng nhất, là thời của Trần Hưng Đạo, và đưa cho Trần Cảnh cướp ngôi của bà Lý Kiều Hoàng thì có những cái suối thác quan rồi những cái chợ chết á. Thì tổ của mình là ông Trần Nhân Tông á, ông phải quá giải nên trở lại sau, ông có thể là Phật thầy của miền Nam đó, của Đức Thầy của miền Nam, để ông đem cái giáo hóa này để ông quá giải giữa cái những cái thù oán của các tiền triều của Đinh Lê Lý Trần Nguyễn. Như vậy thì cô thấy vậy cái cô mới qua đó, cô đãi nào khô lâm chả phụng đủ thứ, mà cô bình thường cô đang cái lúc đó cô còn ăn chay chùa, nên cô thấy cái món gì cô ăn cô không được, cô lắc đầu thì mấy ông trăm quan á, bây giờ cô là bà núi cấm rồi, nên mấy ổng lên làm lễ nó bà không dùng thì chúng tôi sao dám cầm đũa. Thì cô nhớ cô ăn một cái miếng chả phụng, chả phụng nha, mà không biết cái gì chả phụng, là nó giống như cái chả của mình mà cái chả của nhà hàng mà nó trắng trắng mà nó thơm thơm rồi mình ăn vô nó thơm bút à. Thì cô lại là nó cái nghiệp cô lại nặng, đãi đủ thứ trái cây, giống như ở chảnh trái xài nó có cái loại trái xài như trái xài thơm vậy, nó không có loại xài khác, nó dài dài mà nó thơm dữ lắm. Con chỉ ướt thôi thì nó bay vô một cái dĩa đá tốt vậy, cái nó lật ra cái miếng xài đó nó gọt sẵn rồi, cái mà mình khỏi cần nói ăn, mà mình chỉ ướt muốn ăn thì cái miếng xài nó tự vô miệng mình nhai, chứ mình cũng không cầm bóc luôn. Cô nói vậy mà khi nào mà ai có đăng được lên đó là nó là đúng vậy. Thì cô chỉ ăn miếng xài cái cô thấy ở thế gian này cô thích mặn, con mặn chua như ở chảnh là nó trái điều như của miền Bắc vậy đó, nó thường chứa điều mà nó bự hơn. Cái cô lại cô thích trái đó, cô lại là có cái tư tưởng ăn trái đó. Thì cái trái đó tự cô ăn thì cái bà đó bà lắc đầu. Tôi hỏi sao bà lắc đầu, bà nói con là mặn đào chanh chua con khổ lắm, con phải ăn trái xài không, chứ một trái chuối là con khỏe, có chuối nằng tiên. Để cho chảnh không có chuối lá xiêm với chuối dệt, có lại chuối nằng tiên mà giờ cô kiếm giống để cô trồng á, nó không có. Vậy cô thấy vậy, cô nói phải con ăn trái xài với trái chuối là con hưởng phước, con khỏe rồi, con ăn trái mận nên mận đào chanh chua nên con phải khổ, con phải tạo 61 điều lành khi con trở lại cái sắc trần. Như vậy thì ngày cô trở lại sắc trần mà cô nằm đó là cô thấy là 2007, là cô tới 2009 cô mới đổ mặn lại. Thì đúng hơn là cô khổ nghèo, nếu nói về thế gian này có ai nghèo hơn bà quản lý thì chắc chưa có. Nó nghèo tới cái nước cô mằn ruộng nhiều lắm, ruộng cô là 60 công là cô không có mằn ruộng ít đâu. Cô qua bên Suối Tiên mà nó mua chứ cô không có ruộng, mua 50 công ở bên Long An cho cô mằn. Tên nó trà cho ông xã của cô gần 3 tháng mà từ 5 người mà móc gốc tràm thôi mà tới mằn đất được 5 năm. 5 năm thì khi mằn có thì bên Suối Tiên lấy lại. Cô mới trở về như vậy lấy lại gì à? Cô không mặn đào chanh chua thì về đây cô hưởng một đời rồi. Cô coi tay ngài yêu cầu 10 người khách, một người đặt cô 20 ngàn, cô cũng có 200, hồi đó cô sống cũng hết mà đâu có cho yên. Kêu cô lên tới Văn Thành, cái vùng đất nó hơn cái vùng đất của Long An hồi xưa nữa, thì nói bà chú xứ phải ra khai quang mở rộng nhà nông tăng gia sản xuất công nông chỉ điểm. Nhưng mà lên chảnh, lên chảnh là cô mở là cô khóc ên lên xuống, mà cô mặn nó lỗ ruộng cô 3 năm đó là cô nghèo, không có người thứ hai để nghèo hơn. Lên chảnh không tức cái nếp mà không có được cái hũ mà uống á, nó nghèo biết rồi, mua không được cái lu nước mà uống, cô phải cái nồi cơm rồi phải nóc lên là lóng cái nước phèn đó, rồi nó đâu có nước lọc như bây giờ, phải lấy cái nước phèn đó lóng lại trong rồi uống. Như vậy thì thiếu điều mà muốn tự giận chết cho ông cho rồi, chứ cái phần này không ham sống nữa, con hiểu không? Nhưng mà tới cuối cùng thì
cô khổ quá thì thấy nằm mơ thì thấy tổ mà ông tổ mà bà xuống là tổ sư Bồ Đề, ông mới nói bà qua Phật thì khổ vậy, bà đăng ký qua tôi đi, tôi sẽ cho bà lọc tài. Mình nói vậy qua thiên ma là qua bên nhà trời như vậy đó, mình rớt đạo, cô không đăng ký. Nhưng mà cô nhìn cái cuộc khổ của gia đình nó khổ quá, cô mới đưa cái ngón út vậy nè. Cô nói ngài cho con đăng ký cái ngón út thôi. Đó, đăng ký nhiêu thôi, được không? Ông Ngọc Bảo nói được. Như vậy thì cô đăng ký qua bên tổ ma đó, cô đăng bởi vì cái đề men mà nó chữ cô con ma thứ 28 cô không buồn gì, tại cô cũng đăng ký qua ngón út. Là cái này nói cho quý vị nghe là không phải là ma dương mà mấy con vô ma dương được, là cõi trời 33 đó, cõi trời này xuống lập cái, bởi vì Long Hoa nó có ba cái cuộc lập, có mình cái người phàm cõi trời 33 là chiến thần lập một, tức là lập nhân chủ, tức là cái quyền lực của cái xã hội nhà nước bây giờ. Còn một cái ông trời là nhân hoàng đó, ổng lập về đạo đức một con người, tức là con người phải ăn ở hiền lương đạo đức hiếu thảo hoàn toàn rồi mới ban vui cứu khổ, thì đó là ông nhân hoàng. Thì cô đăng ký qua có hai ông thôi, một là ông thần chủ là bên nhà nước mình nè, thần chủ là quyền lực mà đất đai, rồi hai là ông nhân hoàng. Như vậy cô đăng ký qua ông nhân hoàng, mà bên ông Di Lạc thì cô chỉ qua dự thôi chứ cô chưa đăng ký đó. Thành ra em á, là hôm nay mấy em tới cô chỉ nói vậy thôi. Bây giờ thời này có thưởng phạt, hỏi mình có sống được để hưởng không, chứ đừng sôi căng mình Phật thánh thần tiên hết. Cái khi mà ba la mật mình không mở trí huệ, mình không mở con cái nạn y quốc và cái nạn là con di trùng dịch hạch này, đó là cái sinh học này nó bấm vô đây của con là nó vô não, một nó không điên nó cũng bị phù, nó cũng hơi ba trợn, thứ hai nó vô tim thì con người mình kể tiêu đi. Còn mình đăng ký được cái tổ mộ rồi cái sáng mình nhỏ thôi, giống như cái hạt tiêu thôi mà nó cũng dính, nó qua bên vách bên này nữa, là qua bên này chán, bên này chán thì con có bệnh, con chỉ là nhiễm vào F0 hay cỡ nào con cũng hết bệnh hết, mà nó đưa vô tâm tinh là 10 người dầu chỉ có trời cứu thôi, Phật cứu thôi, thế gian không có bác sĩ nào, y bác sĩ nào cứu được. Thì đó là cô đăng ký con mở đó, là con thanh tịnh, mà con không có cầu con thành Phật, cũng không có cầu thành tiên nhân gì hết, con chỉ cầu cái sự an lạc, ban cho con niềm vui và an lạc. Thì con cứ ngồi hít thôi, thở. Nhưng mà con trước hết con muốn diệt đấy cái mà những cái khí độc á, những cái âm ma mà những cái tà thần mà nó vô muốn xưng Phật thánh thần tiên, muốn xưng trời đất á, thì con phải bắt cái ấn ngũ hộ nè, bắt cô nói là trên mạng cũng là đó, con chà con kéo vậy nè, cũng vừa cái khoa học theo cái dịch chân kinh để tập, để cho tất cả trong cái mạch đó của mình, thì con kéo xuống đàng hoàng, con nữ thì 9 lần, nam thì 7 lần. Khi con chà xong rồi thì con lấy cái tay nè, con chà cho nó có cái hơi nóng đó, con mới để trên tay chân này, con vuốt hết để cho những cái tạp ở bên ngoài, con lấy cái lực của con tự chủ đó. Giống như bây giờ con lấy đồ con cho cô mà cô không nhận thì con mới đem về, chứ cô để đó cô bơi mốt cô lụm sao. Nên mình phải có lực mới tống được cái tà khí, con không có lực con tống được tà khí. Như vậy thì tụi con thanh lạc đi, thì cái tà khí đi thì thanh khí tới, con bỏ tốt thì con bỏ xấu thành tốt, con bỏ ngu thành khôn, có phải không? Như vậy thì con ngồi khi nào con thấy cái ánh sáng lò vô mặt con là cái ánh sáng của mẫu, mà cái ánh sáng mà hồng hồng trắng mà vàng vàng thì ánh sáng của cha, đó là ánh sáng quyền lực. Con cũng có thể như chiến thần như bà Phương Hằng vậy đó, còn mà của mẫu gọi là thiên tiên, cái đó là gọi là địa tiên, còn thiên tiên là con không có chiến thần mà con hiền ngoan và trí tuệ, con làm gì cũng lấy đạo đức căn bản, con không có sự đụng chạm. Nên cái người ta hỏi về bà Phương Hằng cái chuyện này kia cô không nói, bả là người có ở trên xuống cũng có xác lệnh, mà bả đóng vai chiến thần, chỉ có bả mới dám chịu chơi mới đụng chạm thôi, còn nếu mà kêu cô qua lý mà con có cho cô 1 tỷ cô cũng không đụng nữa. Như chiến thần đó thì bả là bà rồng lửa đó, là một chiến thần. Như vậy thì cái chuyện đó của người ta có nhiều người hỏi cô, cái đó là chỉ có bà Phương Hằng làm biết, có thời gian dừng là có cái thời gian kiến, nhưng mà bảo đảm bả làm hết rồi, cái qua nữa tới tháng 6 năm nay thôi là đăng ký qua chiến thần, đều đăng ký qua thiện thần hết rồi. Thì bà tự nhiên bà bỏ bên gốc, bà im ru, bà không quậy gì nữa, bà tu, mà chừng đó bà tu tốt hơn mình nữa, bởi vì bà đã có cái sắc tiên rồi, bây giờ bà hiệp với sắc địa nữa, cái sắc địa bà có luôn, là bà có quyền thế, bà có giàu có tiền bạc, bà nói người ta nghe rồi, thì sắc tiên sắc địa có hết, yêu cầu bà dụng nhân nữa là ok. Nhân là tấm lòng, rồi sự yêu thương của chia sẻ của con người đó, hiểu không?
Rồi tôi tặng cho mấy con vậy thì đi về là chia tay với mình còn nhiều người khách khác. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi tôi chào các con và chúc các con thanh tâm an lạc, trí huệ mở mang. Còn con là cũng là nằm bên hàng trăm quan trong phủ quyền đó. Nói con đừng giận con nha. Con mà có về căn, con giàu cỡ nào con cũng là người phụ tá, chứ con chưa làm chủ được. Con có làm chủ được con cũng phải dỡ nợ một thời gian con mới ra làm chủ. Con có dỡ nợ chưa? Chưa. Con phải dỡ nợ thời gian là nợ gia đình. Nợ này nợ kia nó đủ thứ con. Đúng khổ. Đúng là con có nợ gia đình thì có. Chỉ nợ gia đình thôi. Con phải nợ ba chúng mà đủ thứ nợ trên. Cũng giống như con mà được một cái chai thuốc này thôi mà con chưa uống được viên thì ở ngoài chia hết 9 viên rồi. Đúng là rồi. Con phải chống chọi cái này thì dạ. Con mới